Sang đây, sang đây.
bạn đây giỏi chưa, ui giỏi chưa nào, sang đây. Được rồi, mẹ rửa chân cho pin rồi. Đây rồi, pin bơi được không? Qua đây mẹ nào, con mẹ cầm tay mẹ nào, cầm tay mẹ nào. Buồn ngủ hả? Hả? Con buồn ngủ hả? Có bơi được không? Rồi, không bơi thì mẹ lấy khăn tắm nhá. Mẹ lấy khăn tắm để lau người nhá. Rồi mẹ vào cho pin ngủ nhá. Con làm xong để mẹ lấy khăn tắm nhá. Mẹ vào rồi này. Đây, con tắm được không? Con tắm được lên đây. Tắm được lên đây. Nào, lấy mẹ nào. Nào, lấy mẹ lau người nào. Đi con. Đây, đây. Bạn bơi hả? Bạn bơi hả? Có bơi được không? Hả? Nào, con bơi để lên đấy mẹ nào. Nào, bạn muốn tắm rồi hả? Thôi, tắm lấy rồi, tắm lấy rồi. Rồi, chua. Đấy, đang buồn ngủ đây này. Đấy, thấy chưa, thấy chưa? Tắm vào buồn ngủ đấy. Nào, sao mẹ lau người xong rồi. Mẹ mặc quần áo cho pin nhá. Đi con. Đi. Tiếp tục. Đây mẹ mặc quần áo. Để mẹ cho pin ngủ nha. Tắm vào buồn ngủ đấy. Đi con. Thôi, đi con. Rồi, con nằm đây mẹ lấy máy sấy nha. Đây. Baby mặc quần áo nha. Ngồi lên con. Xích xích. Mẹ mặc quần áo cho pin. Mẹ mặc quần áo cho chị trai. Đúng chưa? Quần áo mùa thơm thế. Rồi, được rồi. Nào. Ui. Đây, chị chưa, chị chưa. Đẹp trai chưa? Nào, ở dưới mày mặc quần tắm mà vẫn cãi hả? Đây đây, đây con. Rồi. Nào, chu. Đây, đuôi của mình rồi. Rồi, mẹ cho con ngủ nha. Rồi. Rồi, bỏ cái này ra. Rồi, bé đi. Đi đi đi. Ngủ đi con. Tắm rửa sạch sẽ rồi. Sạch rồi, sạch rồi. Ơi. Đây, mẹ xoa cho con ngủ nha. Mẹ xoa cho đi ngủ này. Đi ngủ đi. Ngủ đi con.